xin chào anh chị chào mừng anh chị đã quay trở lại với bản tin nhận định thị trường hàng ngày của kênh nhà đầu tư tài chính tự do à, Vindex ngày hôm nay của chúng ta đã có một phiên tăng điểm mạnh mặc dù đó không phải là một phiên bùng nổ tuy nhiên chúng ta chứng kiến được cái sự quay lại à, của một số những nhóm cổ phiếu dẫn dắt ví dụ như là ngân hàng à, với là thép hay là một số những nhóm cổ phiếu bất động sản từ cái yếu tố đó đã giúp cho thị trường chúng ta chính thức vượt qua được cái vùng kháng cự là một nghìn ba điểm à, mà ngày hôm qua chúng ta vừa bàn luận về nó à, thì với cái việc mà thị trường vượt được cái vùng kháng cự là một kính... 340 điểm này là cái vùng đáy cũ trước đó cũng như là cái mốc là MA50 đi kèm với thanh khoản có sự gia tăng ở mức là trên trung bình. À, đây là một tín hiệu rất tốt và cũng kỳ vọng được ở trong tương lai à, thị trường có thể tiếp tục tiến về cái vùng kháng cự ở phía trên nữa đâu đó là quanh tầm là 1360 à, tới 1370 điểm. À, đó là một cái yếu tố khá là tích cực của thị trường. À, thì nhìn chung cái điểm mà chúng ta cần chú ý ngày hôm nay đó chính là gì? Sau một giai đoạn dài À, các cái mã cổ phiếu ở các nhóm dẫn dắt nó không có sự thuốc từ dòng tiền à, thì hôm nay dòng tiền đã quay trở lại với một số những cổ phiếu đó à, với 19.300 tỷ thanh khoản đi kèm với lại 262 mã tăng à, và 116 mã giảm cũng cho thấy được là cái dòng tiền à, nó lan tỏa ở các nhóm ngành khác à, khá là rồi à, khá là đồng đều với nhau à, thì đó là một yếu tố giúp cho thị trường chúng ta tăng điểm tốt ngày hôm nay mặc dù là ở từ đầu phiên à nếu chị xem cái video livestream ngày hôm qua thì có nói khá là kỹ là gì là cái phiên ngày mai à là phiên ngày hôm nay nè nó cần một cái nhịp test lại cái gáp ngày hôm trước nó mở ra nữa đây là cái vùng lên quanh tầm 1330 tới 1332 điểm thì trong thực tế là ngay lập tức từ đầu phiên luôn à nó đã có một cái nhịp mở gáp giảm à nó là mở gáp giảm xuống để lắp lại cũng như là đi để test lại một lần nữa cái vùng gáp này đó là lý do vì sao mà em nói là gì nó cần test lại bởi vì ngày hôm trước cái lượng cung bán ra là lớn Để chị để ý cái lượng cung bán ra ngày hôm trước là còn rất lớn thì với cái lượng cung bán ra lớn thế này thì rõ ràng cho thấy được là gì à, là cái lượng cung vẫn chưa được hấp thụ trở lại hết bởi lượng cầu à nhưng mà sau những cái dịp giảm xuống test lại một lần nữa ở đây thì cái lượng cầu giá rẻ đã bắt đầu hấp thụ lại bằng chứng là anh chị thấy ở những cái dịp giảm phía sau á ở những cái dịp giảm sau này nè thì cái khối lượng ở những dịp giảm điểm thế là gì à nó giảm dần à nó giảm dần qua những cái phiên giảm điểm đó là một tín hiệu rất tích cực cho thấy là lượng cung đã bắt đầu cạn đi rồi và sau đó lượng cầu đáp đảo trở lại vào phiên chiều à đã giúp thị trường đóng cửa mức gần như là cao nhất ngày À, gần như là cao nhất ngày thì đó là một tín hiệu mà em đánh giá khá là cao thì ra thực ra thì Vini đã test lại rất nhiều lần cái vùng 1340 đây anh chị thấy Vini đã có đâu đó khoảng tầm 4 lần à nó tiến về cái vùng 1340 nhưng mà không thể đi lên được à, và ngày hôm nay thì nó, cái lần thứ tư test lại và lần cuối cùng là cái lần thứ năm nó đã vượt lên à, vượt lên trên được và đang tiến về cái vùng kháng cự kế tiếp của nó ở phía trên à, đó là một tín hiệu tương đối tốt đối với thị trường khi mà đi à, nó đi lên từ cái quá trình phục hồi nhưng mà đây cũng là một trong những cái trạng thái cho thấy thị trường hiện tại đang muốn bỏ lại những anh chị nhà đầu tư à, mà chúng ta đang cầm tiền ở giai đoạn vừa rồi à, một cái dịp tăng điểm rất nhanh và mạnh trong suốt giai đoạn vừa qua Nếu chúng ta chứng kiến thì đây là phiên tăng điểm thứ chín của thị trường rồi Và nó cũng đã tăng đâu đó hơn 100 điểm Thậm chí là 120 điểm kể từ cái vùng đáy đi lên à, Thì rõ ràng đây là một trong những cái động thái cho thấy họ muốn bỏ rơi lại như anh chị nhà tư đang cầm tiền Chắc chắn ở giai đoạn sau đó sẽ có một cái cơ hội để cho anh chị tham gia Hoặc là những cái dịp test lại, back lại hoặc là những cái vùng xây nền giá Nhưng mà đó là cách để kéo anh chị tham gia trở lại với thị trường Nhưng mà với cái vùng giá cao hơn. À, tức là như em đã nói với chị à, khi mà họ đã gom đủ hàng ở vùng giá thấp rồi thì câu chuyện ở đây là gì họ làm sao để đẩy thị trường đi lên họ làm sao để kéo nhà đầu tư tham gia trở lại với thị trường bởi vì bản chất của thị trường nó là nơi luôn chuyển dòng vốn À là nó là gì nó là nơi các doanh nghiệp có thể huy động vốn thì rõ ràng để mà gì có thể kiếm được tiền từ thị trường thì tạo làm thị trường hay đổi lái họ cần có sự tham gia từ phía nhà đầu tư à, đó là điều chắc chắn à, nên để kéo nhà đầu tư quay trở lại với thị trường để đưa cái mức thanh khoản thị trường nó duy trì ở mức cao lại trên mức 20.000 tỷ thì họ cần có những nhịp test lại ở trong phiên hay là nhịp sai quay ngắn hạn trở lại ở các nhóm ngành để nhà đầu tư có cơ hội để mà tham gia thì khi đó cái quá trình mà đi lên thị trường nó sẽ bền vững hơn ở giai đoạn sau đó. À nếu mà thị trường tiếp tục tiến lên những cái vùng trên là tầm 1.360 hay là 1.400 điểm. Đây mình để ý nè. Thì trước đó em đã nói với anh chị về câu chuyện là đa phần ha, đa phần nó xuất hiện một cái nhịp hồi rất nhanh. À một cái nhịp hồi nhanh đi lên thì sau cái nhịp hồi nhanh đi lên này thì nó là một cái quá trình sao quay lại. Thì đây chính là cái giai đoạn mà gì họ kéo anh chị tham gia với thị trường Họ kéo anh chị nhà đầu tư tham gia vào với thị trường và cũng như họ loại bỏ như anh chị mua với giá thấp ở đây, à, buộc họ bán ra ở giá trên này. À, sau đó gì? Họ bắt họ phải mua lại với giá cao hơn. Còn nhớ anh chị nhà đầu tư mà chưa mua ở đây thì họ sẽ tạo cho anh chị một cơ hội để anh chị tham gia vào. Và tất nhiên là cái vùng giá anh chị tham gia phải cao hơn rất nhiều so với vùng giá mà họ đã mua. Họ đã gom lại lượng hàng trước đó, ở những dịp hoảng loạn này. Họ mua, tạo là thị trường họ mua là mua ở trong những dịp hoảng loạn hai à, đội lái cũng như thế à, và họ bán ra trong những sự hưng phấn à, của anh chị nhà đầu tư tương tự ở đây thôi thì họ cũng có một giai đoạn để cho anh chị tham gia trở lại nên cái quá trình ở phía sau này khi mà thị trường nó vận động dần dần tiến lên à, những cái vùng kháng cự đỉnh cũ nó là quanh tầm một nghìn ba thì khả năng cao nó cũng sẽ có những cái biến động à, duy trì là một cái vùng xa quay ngắn ở đó à, để mình có thể có gì như anh chị nhau tới hiện tại đang cầm tiền đó, có cơ hội để cơ cấu vào các cổ phiếu và tất nhiên ở đây là chúng ta phải chú ý các nhóm ngành ở giai đoạn vừa rồi và như em nói với anh chị tại sao ở cái nhịp ở phía trước mà chúng ta đánh giá cao nhóm chứng khoán à, nhóm thép này à, nhóm thép là nhóm hầu như là video nào mình cũng nói đúng không à, nếu chị có tham gia thì cũng biết nam kim này hay là hòa phát hay là hoa sen ngày hôm nay cũng tăng nhưng mà tại sao nam kim lại tăng mạnh hơn hai cổ phiếu kia và tại sao chúng ta lại chọn nam kim bởi vì về cơ bản đó là một cổ phiếu nó khỏe À, nó bật lên rất là sớm ở giai đoạn vừa rồi à, bên cạnh đó cái câu chuyện ở trong quý 3 và quý 4 những doanh nghiệp đó là có trong khi hòa phát hay là hoa sen thì cái lượng nhà đầu tư nhỏ lẻ đeo bám lại nhiều hơn lại nhiều hơn đó cũng là lý do vì sao mà giai đoạn vừa rồi cái room của em cũng big. À, đó chính là nam kim là mà cổ phiếu mà chúng ta sẽ lựa chọn à, cho nhóm ngành thép thì trước mắt thì mình lưu ý cho em à, khả năng sắp tới có thể sẽ có những dịp mà nó retest lại cái mốc tầm 1340 này mà về cơ bản nếu mà ngày hôm nay đóng cửa được ở trên 1340 à, đó là một tín hiệu tương đối tốt là một tín hiệu tương đối tốt à, rồi đó là về thị trường ở trong phiên ngày hôm nay à, còn về ngày mai thì theo cá nhân em nghĩ thì với cái động lượng này thì ngày mai khả năng cái đà tăng nó vẫn sẽ tiếp diễn từ đầu phiên à, tiếp diễn từ đầu phiên thì mình chú ý cho em cái việc nếu mở gáp ra thì khả năng cao cũng sẽ lắp lại những gap đó trong quá trình đi lên này thì những gáp đó khả năng lắp lại rất là cao và trong những quá trình lắp lại gáp đó thì mình chú ý cái áp lực bán xuống À, xem áp lực chốt lời nó có nhiều hay không. À, để mình cân nhắc là gì? mình nên tiếp tục nắm giữ các cái mã cổ phiếu hay là chốt lời ngắn hạn? bởi vì sao? bởi vì sắp tới là nhiều cổ phiếu sẽ bắt đầu chạm về cái vùng kháng cự đỉnh cũ của nó. thì khi mà cổ phiếu bắt đầu tiến về cái vùng kháng cự đỉnh cũ của nó, thì nó sẽ cần một thời gian để hấp thụ cái lượng cung mọi đã bán ra. và thường là những cái vùng nền rất ngắn, à, những cái vùng nền đâu đó tầm 3 phiên thôi. lấy ví dụ là một số cổ phiếu ở giai đoạn vừa rồi đi, như là SI này sắp tới này à, khả năng cao sắp chạm về đỉnh cũ này lên quanh tầm 58 à, 58.5 đó là cái vùng mà khả năng cao cổ phiếu sẽ chịu một cấp lực bán nhất định là một cấp lực bán nhất định ngày hôm nay thì dòng chứng khoán nó không phải là dòng dẫn dắt cái dòng bùng nổ mà nó chỉ được hưởng lợi từ sự lan tỏa dòng tiền thôi À, những cổ phiếu ở nhóm ngân hàng những cổ phiếu ở nhóm thép ngày hôm nay mới có động lượng tác động trực tiếp à, tới tâm lý nhà đầu tư để kéo nhà đầu tư tham gia trở lại với thị trường à, tất nhiên thì sự phân hóa là có rồi nhưng mà về cơ bản nhóm chứng khoán đang là nhóm đánh giá cao bởi vì như em nói với anh chị cái câu chuyện chúng ta tập trung ở đây là việc các doanh nghiệp nó không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi dịch bệnh covid à, bởi cái làn sóng dịch bệnh covid có thể kéo dài từ đây tới cuối năm À nếu mà các doanh nghiệp họ không bị ảnh hưởng nhiều như thế thì đó chính là những cái triển vọng cũng như là kỳ vọng mà nhà đầu tư họ đặt vào à, đối với các doanh nghiệp đó À, thì mình chú ý treo cái vấn đề là những nhịp test lại ở phía sau này, à, những nhịp mà nếu mà ngày mai mở gáp ra thì sẽ có lắp lại cũng như là test lại trong phiên, mình theo dõi những cái nhịp test đó. À, bên cạnh đó thì à, à, chúng ta chú ý một cái nhịp đó à, chính là gì? Cái giai đoạn trước đó đây ấy, là cái quá trình mà chúng ta đã gì đã mua test, à, đã mua nền đúng không? Để lấy vị thế cũng như là để có được vị thế các cổ phiếu. Thì giai đoạn phía sau này nó phù hợp là giai đoạn để gia tăng và mở rộng cái danh mục của mình ra. À, gia tăng thế nào? Gia tăng khi mà các cổ phiếu test lại kháng cự tốt hay là các cổ phiếu nó có vùng nền giá ngắn? À, nó có những phiên mà vượt thoát khỏi các vùng kháng cự ở phía trên, à, đó là những cái nhịp để mình có thể mở mua gia tăng, tất nhiên là phải đi kèm khối lượng cao, à, hay là gì, à, là những cái nhịp mà chúng ta mở rộng danh mục bằng cách là chúng ta theo dõi các nhóm ngành khác nhau, thực tế thì không thể có nhóm ngành nào nó bước phá đi lên một cách mạnh mẽ đường được ngay, à, được ngay, thường nó sẽ có những cái quá trình nghỉ ngơi trở lại đặc biệt là tại những cái vùng cản thì mình sẽ chú ý để mình giải ngân ở cái giai đoạn đó vì giai đoạn này thì hầu như rất là ít những mà cổ phiếu mà nó có vùng giá hấp dẫn cho chị tham gia đa phần cổ phiếu đã phục hồi tốt rồi à, nên nếu mà anh chị cứ chần chừ hay là chúng ta gì à, chúng ta không chú ý là chúng ta bỏ quên nó à, chúng ta không theo dõi thị trường thì rất là khó để có cái vị thế để anh chị mở rộng danh mục của mình tất nhiên một danh mục ở giai đoạn này em vẫn chú ý là từ 4 à, tới 6 mã cổ phiếu à, cái thứ hai là chúng ta cần nhớ là gì ở giai đoạn này nếu chị đang cầm tiền thì hạn chế những cái trạng thái anh chị rất là dễ bị rơi vào trạng thái fomo theo cái như em nghĩ đã tới thời điểm này rồi với các cái vị thế mà nếu anh chị chưa nắm giữ quá nhiều cổ phiếu à, thì chị cứ theo dõi ở giai đoạn sau đó bởi như em nói với chị có thể là anh chị đang à, có thể chịu một cái mức chiết khấu à, mua một cái mức giá cao hơn ở trong tương lai tầm 1 hai phần trăm hay là vài phần à, trăm nhưng mà khả năng cao giai đoạn sau đó nó cũng sẽ có thời điểm cho anh chị tham gia lại thôi à, như em nói ở đây nè họ vẫn cho anh chị cơ hội để mà tham gia lại bởi vì nếu mà thị trường thực sự khỏe thì tất nhiên các cái mạng cổ phiếu ở trên thị trường nó cũng sẽ đồng thuận với nhau bởi vì ba cổ phiếu nó đồng pha với thị trường 3 phần tư cổ phiếu à, nó sẽ đồng pha với thị trường nó sẽ biến động cùng với thị trường nên đó là cái lý do vì sao mà chúng ta ở giai đoạn này nếu mà đang cầm tiền mặt quá nhiều à, chúng ta chưa cơ cấu cổ phiếu à, thì mình sẽ theo dõi các cái mạng cổ phiếu và theo dõi cái quá trình vận động phía sau của thị trường à, để mà có thể cơ cấu cái độ rủi ro của mình à, nó thấp hơn và anh chị hãy nhớ cho em là chúng ta đừng bao giờ định kiến về thị trường em đã từng nói với anh chị về câu chuyện là chắc chắn một không có một ai có thể biết được chính xác thị trường sẽ diễn biến thế nào đó là điều mà em khẳng định với anh chị và nếu anh chị cứ cố gắng định kiếm vào thị trường anh chị sẽ rất khó để có thể giải ngân à, với thị trường này đặc biệt là với giai đoạn vừa qua à, câu chuyện mà đặt ra đây là xác suất à, nếu mà các cổ phiếu có nền giá tốt à, nếu mà các cổ phiếu gì à, nó có những tín hiệu tích lũy tốt à, cái lượng cung đã bắt đầu cạn kiệt rồi thì mình tham gia cái độ rủi ro ở đó của mình là thấp hơn rất nhiều so với những cổ phiếu khác à, thay vì việc là mình mua đuổi ở vùng giá cao thì ở đây câu chuyện là xác suất và chúng ta vẫn đánh giá à, chúng ta so sánh giữa cái risk và cái reward của nó à, cái risk và cái reward của nó để mình có thể là gì thì lựa chọn một mã cổ phiếu à, để mình tham gia anh chị đừng bao giờ đòi hỏi một cổ phiếu mà không có rủi ro đo giai đoạn này anh chị đừng bao giờ đòi hỏi một cổ phiếu là mua chắc chắn có lại thực tế tất cả cổ phiếu đều có rủi ro quan trọng là cái quá trình mà chúng ta quản trị rủi ro à, để làm sao cho nó tốt nhất đây nhưng hòa phát này ngày hôm qua chúng ta vừa nói trong livestream xong như anh chị nói với em hòa phát rất yếu thực tế thì hòa phát nó không phải là yếu nhưng mà gì cái lượng nhà tư đeo bám là quá nhiều đi thì cái việc kéo lên sẽ gặp rất nhiều khó khăn bởi cái lượng cung nhỏ lẻ nó nhiều à, nhưng mà chúng ta nhìn ở đây là câu chuyện nhóm thép đã có nam kim nó chạy trước rồi à, nam kim với lít rồi thì bây giờ chỉ cần câu chuyện là gì là bắt đầu nó kéo dòng tiền vào nhưng trong phiên ngày hôm nay nam kim mới kéo rất nhanh và mạnh từ đầu phi à, bắt đầu nó lan tỏa qua tới hòa phát hay là lan tỏa tới hoa sen nhưng mà mặc dù cái cổ phiếu này ngày hôm nay không phải là tăng điểm bùng nổ hay là khối lượng cao nhưng mà đó là một tín hiệu cho thấy lượng cầu họ đã chấp nhận tham gia dần à, với các cái mã cổ phiếu dẫn dắt À, sau một giai đoạn mà họ bị họ bị đánh lừa hay là họ bị mua đuổi ở những cái vùng giá cao ở bên này họ đang bị lỗ thì họ đã bắt đầu chấp nhận lại rồi họ chấp nhận tham gia giải ngân trở lại rồi à, đó là về cái yếu tố mà chúng ta cần lưu tâm nếu anh chị đang cầm tiền thì hãy nhớ cho em cái tư duy xác suất à, tư duy xác suất là cái giúp anh chị mình à, có thể gì tìm kiếm những cái điểm lợi thế à, những cái vị thế phù hợp để anh chị mua à, mua cổ phiếu ở giai đoạn này À, nếu anh chị đang cầm cổ phiếu thì chú ý cho em thứ nhất là về câu chuyện là luôn luôn hãy bảo vệ tài khoản của mình bằng các cái móc chặn lại mà anh chị đặt ra cho nó là những vùng hỗ trợ phía dưới bên cạnh đó thì tới sắp tới nhiều cổ phiếu như em nói sẽ chạm vào vùng kháng cự mạnh thì một điều mà chúng ta cần lưu ý là gì là cái phản ứng của nó tại vùng kháng cự đó ngày hôm qua mình cũng giải thích rất là kỹ về phản ứng tại vùng kháng cự rồi nếu mà cổ phiếu lên tới những vùng kháng cự đó mà cáp lực bán là lớn bằng chứng là gì khối lượng cao giá không tăng được ở trong từ 1 tới hai phiên thì những tín hiệu đó cho phép anh chị mình có thể chốt lời một phần hai ra và chờ cái nhịp test lại phía sau đó để mua gia tăng thêm với cổ phiếu à, tránh trường hợp chúng ta cố gắng gồng gượng à, chúng ta thấy được là những cáp lực bán nó mạnh rồi chúng ta không gì à, chúng ta không chốt lại ngắn hạn ra à, chúng ta không bảo toàn một cái phần lợi nhuận của mình à, mà chúng ta để cho khi mà cổ phiếu nó rơi ngược trở lại và chúng ta bị âm lại cái phần lợi nhuận đó thậm chí là gì chúng ta bị lỗ nặng à, nên chị hãy nhớ cho em bây bản chất thị trường giai đoạn này chỉ cần xuất hiện một cái yếu tố nào đó quá tiêu cực thôi thì tâm lý nhà đầu tư sẽ thay đổi À, sẽ thay đổi rất là nhanh bởi vì bây giờ anh chị còn nhiều anh chị đang trong trạng thái nghi ngờ mà anh chị lên các diễn đàn thì thấy là chim lợn nhiều nhiều bài báo còn hô sập thì cái đó thị trường nó vẫn còn trong quá trình nghi ngờ thì khi mà trong nghi ngờ như vậy thì cái quá trình đẩy giá nó sẽ dễ dàng hơn à, bởi vì về cơ bản tâm lý nhau tư ở đây gì họ đang trông chờ ở trong chờ những vùng giá thấp hơn để mà giải ngân à, nên anh chị cũng nhớ cho em cái vấn đề đó để bảo toàn cái lợi nhuận của mình trong bất kỳ tình huống nào cái kế hoạch để quản trị rủi ro là tốt nhất và một danh mục đẹp nhất thì nên duy trì rủi ro tầm từ 3 tới 4 mã thôi và tối đa tầm 6 mã thôi đừng nắm quá nhiều cổ phiếu đặc biệt là trong cái giai đoạn này nếu giai đoạn sau đó thị trường nó có một cái vùng nền giá tích lũy đủ tốt thì tự nhiên khi đó anh chị sẽ thấy là rất nhiều những cổ phiếu có điểm mua đẹp cho anh chị mình tham gia và cái độ rủi ro ở đó nó chắc chắn là sẽ thấp hơn rất nhiều so với giai đoạn này à, nên tránh thứ nhất là về tâm lý à, tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội à, cái thứ hai là về một số những yếu tố khác ở trong phiên À, chúng ta gì chúng ta bị FOMO À, chúng ta bị lao theo à, cái tâm lý chung của đám đông à, thì từ đó rất là dễ khiến anh chị bị kẹt vào Ở trong cái trạng thái đó và đó chính là cái mà tạo lập thị trường hay đổi lái họ văn họ muốn anh chị nhà tư chúng ta gì à, chúng ta mắc vào à, nên anh chị hãy nhớ cho em rồi đó là một số chia sẻ của em về thị trường ở trong phiên ngày hôm nay cũng như là lưu ý ở giai đoạn sắp tới tất nhiên à, anh chị hãy nhớ cho em một điều luôn sẽ có cơ hội cho anh chị để tham gia à, luôn sẽ có cơ hội cho anh chị tham gia và đừng bao giờ có định kiến với thị trường à thị trường sẽ sập à, thị trường sẽ kế tiếp Đừng bao giờ có định kiến như vậy và không thay đổi nó. Bởi vì không có một ai có thể biết chắc chắn được thị trường sẽ diễn biến thế nào. À, đó là về thị trường ha. À, tiếp theo là mình nói sơ một tí về cái à, dòng tiền. Ngày hôm nay tập trung chủ yếu là nhóm ngân hàng. Anh chị Thông, những cổ phiếu như là gì, TP, à, VB, à, ACB, HD Bank, STB. Nhóm ngân hàng đã tăng điểm rất tốt và giúp cho chỉ số VN30 à, ngày hôm nay đóng cửa cũng ở mức cao. À, đâu đó gần một phần trăm nó cũng đóng góp chính vào cái mức tăng của thị trường luôn ngày hôm nay tiêu điểm có gvr này à, một cổ phiếu mới được bổ sung vào độ vn 30 ngày hôm nay cũng tăng điểm khá là tốt à, một số cổ phiếu khác nó có sự phân hóa như là masan như là vinamilk à, là những cổ phiếu trước đó đã từng kéo giá này hay là vip nè anh à, thì ngày hôm nay lại chững giá trở lại à, ngày hôm nay chuẩn giá trở lại thì đó là một trong những tín hiệu mình có thể lưu tâm có thể theo dõi thêm với các nhóm cổ phiếu này Nên chung thì ở trong vn 30 giai đoạn này thì anh chị hãy nhớ cho em mình lưu tâm là mình lưu tâm nhóm dẫn dắt thôi ba nhóm chính thôi có thể là nhóm gì à, nhóm ngân hàng nhóm thép Đấy. À, nhóm chứng khoán đó là ba nhóm mà có thể lưu tâm được nhưng mà nhóm ngân hàng á, thì cái thì có thể là trong tương lai tầm quý 3, quý 4 cái forward của nó bị ảnh hưởng ít nhiều à, nên mình nếu mà tham gia ngân hàng thì cũng nên lựa chọn cổ phiếu mà tham gia à, tránh trường hợp chúng ta tham gia à, nói chung là không có đánh đánh giá kỹ á, bởi vì về câu chuyện ở đây á, là các doanh nghiệp đều bị ảnh hưởng hết à, chỉ có doanh nghiệp nào nó có cái chế độ cái yếu tố quản trị ro tốt à, một số những cái lợi thế của nó so với các doanh nghiệp khác liên quan tới về à, lãi suất huy động à, thì đó là một trong những ngân hàng mà chúng ta có thể cân nhắc mình tham gia À, tham gia được còn tập trung quý ba này em nghĩ là thép là khá là quan trọng này thép là một nhóm có thể được hưởng lợi nhiều à, chứng khoán này bên cạnh đó thì những nhóm biết cáp khác đang chạy tốt à, như cảng biển à như dệt may à, đều có một số cái để hưởng lợi ở à, về đó rồi đó là về thị trường thì phát à, sinh thì mình nói một tí phát sinh thì à, em cũng nói rất là kỹ phát sinh ngày hôm qua phát à, sinh ngày hôm qua chúng ta đã giải thích về câu chuyện là phát sinh nó gom lon rồi nó di sót như thế nào Đấy, thì ngày hôm nay thì đầu phiên nó lại có một cái diễn biến tương tự như vậy khi mà tích lũy trở lại ở đây nhưng mà chúng ta đã nói cái, cái câu chuyện ở đây là cái nhịp này nó mang ý nghĩa là một cái nhịp cao trào gì à, cao trào bán thì khi mà nhịp này nó mang ý nghĩa là một nhịp cao trào bán thì nó sẽ là tiền đề cho cái xu hướng lo ở trong phiên ngày hôm nay đây ở trong phiên ngày hôm nay có cập nhật cho những chị khách hàng của em đây đầu phiên em nói này đầu phiên khả năng test lại tầm 1330 tới 1332 thì trong thực tế là nó đã test lại cái mốc mà em nói à, nó cũng cho thấy được là cái lượng cung đã được hấp thụ sau đó à, lượng cung đã được hấp thụ sau đó à, tiếp theo là với à, ở đây à, chúng ta nói ở phía dưới này một số những yếu tố liên quan tới phái sinh đấy thì à, chúng ta nói về câu chuyện là cái việc xuất hiện cái nhịp cao trào bán trước đó sẽ là tiền đề cho xu hướng lon ở trong phiên ngày hôm nay à khi mà vượt lại bên trên tầm một điểm hay là cái thứ hai để chúng ta nói là gì đây đây chúng ta nói về câu chuyện là à tầm một giờ em có nhắn là cái việc phá sinh đã dụ sót à, thì sau đó chạy lên thì tôi đó thì thị trường này ở tầm khoảng là một à, 75 bốn trăm bảy mươi bảy mươi gì đó nhưng mà sau đó thị trường đã bứt phá lên khá là tốt ở cái nhịp phía sau này các anh em nghĩ thì thật ra ngày hôm nay thì một cái cơ số anh chị nhà đầu tư chúng ta vẫn đang kỳ vọng mà thị trường sẽ điều chỉnh lại và cái việc mà thị trường nó giữ giá quá lâu ở đây ở trong cái vùng tầm 1470 tới 1475 khi nó giữ giá quá lâu như vậy đã tạo cho nhà đầu tư một cái trạng thái hy vọng về cái chiều hướng sót đó là cách tốt nhất để tạo lập hoặc có thể gom lon trở lại và đó cũng là lý do vì sao mà em sẽ không có sự gì à, chúng ta sẽ không quá lúng túng à, khi mà chúng ta biết được là à trong tương lai khả năng cao thị trường nó vẫn có thể tiếp diễn nó vẫn có thể tiếp diễn cái đà tăng à, nên mình vẫn nghiêng về cái chiều hướng tăng ở giai đoạn sau đó và cho tới cuối phiên à, cho tới cuối phiên thì với cái động lượng này thì khả năng ngày mai cái đà tăng vẫn sẽ được duy trì à, mà và sẽ được duy trì phần nào à, nhưng mà mình sẽ cần chú ý thêm ở trong phiên xem nó có xuất hiện những cái tín hiệu tương tự hay không những cái yếu tố liên quan tới cao trào mua hay là cao trào bán hay không à, để mình có thể đánh giá được để có thể biết được là à, có thể xuất hiện cái nhịp điều chỉnh ngắn hạn hay là kéo điểm hay không đó đó là một số những cái mà chúng ta cần nhớ phát sinh và chúng ta ngày hôm nay đà tăng à, đà loan là kéo dài tốt cái lượng oi hiện tại đang duy trì ở mức rất là cao là 39 hợp đồng à, 39.000 hợp đồng À, tức là tương đương khoảng 40 000 hợp đồng long và 40 000 hợp đồng short hiện tại đang nắm giữ qua đêm. À, đó cũng là một cái trạng thái mình cần lưu ý. Bởi vì cái lượng lớn như thế này, đây là một trong những cái lượng tương đối lớn so với lịch sử. Thì với cái lượng hợp đồng OI lớn thế này thì cho thấy được hiện tại tới ngày đáo hạn người ta kỳ vọng rất nhiều vào chiều hướng long. Vì trước đó hiện tại là đang là một xu hướng long mà. À, trước đó là một xu hướng long mà. Rồi, đó là về thị trường ha. À, nhìn chung thì à... À, chứng khoán thế giới thì nó không có sự biến động quá lớn và như tối ngày hôm qua em nói thì ngày hôm nay thì hiện tại ở à, đâu cho future nó cũng đang tăng nhẹ thôi à, như ở châu âu cũng tăng nhẹ này, có ở châu á thì một số những cái nền kinh tế à, chúng ta có china A50, mươi, hansen của trung quốc đang điều chỉnh giảm hay là kospi của gì à, của Hàn Quốc à, nhưng mà Nikkei của Nhật Bản vẫn tăng à, tới là với cái sự phân hóa này như em nói thì nó cũng sẽ không tác động nhiều à, tới thị trường ở trong những phiên sắp tới à, đặc biệt là trong phiên sáng ngày mai ở à, đây mình nhìn thì ngày hôm nay dòng tiền chủ yếu tập trung là nhóm này, à, hai nhóm small cap này và nhóm vn 30 lan tỏa đều. nhưng mà nhóm big cap là nhóm được dùng tiền lan tỏa nhất khi mà tăng lên là 1,33% À đó là về thị trường, một số những cái điểm nhấn mà chúng ta cần đi qua. Thì bây giờ em sẽ cố gắng đi qua phân tích về một số những cái mã cổ phiếu, một số những nhóm ngành mà chúng ta có thể lưu tâm ở giai đoạn sau đó này. Thì đầu tiên là mình nói về ngày hôm nay đi, tiêu điểm ngày hôm nay chúng ta có nhóm nào? chúng ta có nhóm ngân hàng ngân hàng ngày hôm nay đã kéo điểm tăng giá khá là tốt. Thì một số những cổ phiếu tiêu điểm chúng ta có là gì? Liên Việt ngày hôm nay cũng tăng rất tốt này. Liên Việt ngày hôm nay đang quay về nhưng ngày hôm qua cái video livestream có nói với anh chị khi Liên Việt giữ giá T3 tốt thì hiện tại đã quay về cái vùng giá kháng cự phía trên là 26 m Đây là vùng kháng cự khá là dày thì mình chú ý luôn cho em cái vùng kháng cự này khả năng cao nó cũng sẽ chịu cái lực bán nó chỉ một cái lực bán nhất định nhưng mà với cái động lượng hiện tại thì mình hoàn toàn có thể kỳ vọng liên việt giữ giá được quanh đây một thời gian à, để mình theo dõi xem cái gì phía sau mà có nên mở mua gia tăng hay là mở mua mới với cổ phiếu này hay không ha đồng pha với liên việt, chúng STB này, STB thì ngày hôm nay nó về lại kháng cự tầm 31 mà giai đoạn trước đó nó chưa vượt qua được. À, nhưng mà với cái động lượng này thì khả năng cao STB nó cũng đang à, hoàn thành cái dịp điều chỉnh của nó và chúng ta có thể kỳ vọng là khi mà nó vượt thoát lên được cái vùng à, cái kênh xuống giảm ở giai đoạn trước đó thì à, có thể tiếp diễn cái đà tăng ở phía sau này. Đối với em thì đây vẫn là một trong những cổ phiếu mà nó đang khá là khỏe so với thị trường bởi vì hai phiên gần đây à, nó đã tăng điểm tốt trong mặt bằng chung của nhóm ngân hàng, thì một số những cổ phiếu lại không tăng điểm quá tốt nha à, lại không tăng điểm quá tốt cái vùng kháng cự trước đó Lăn quanh đâu đó tầm là 30 à, vùng giá 30 á. hiện tại em đóng vai trò là cái vùng hỗ trợ nếu chị nào có hàng ấy, thì lưu ý cho em mất hỗ trợ tầm 30 à, nếu mà giữ giá trên 30 thì tiếp tục mình follow được mình theo dõi được cái nhịp này à. còn nếu anh chị nào muốn mua mới thì cứ nhắc tầm một cái hai phiên tới mình xem xem là cái vùng kháng cự tầm 31 này nó có vượt lên trên được hay không nếu vượt lên trên được rồi thì mình có thể cân nhắc à, để mình giải ngân một phần và sau đó mình chờ nó vượt lại cái xu hướng giảm à, cái kênh xu hướng giảm ở phía bên này à, phía trên này rồi hay là chúng ta có gì à, chúng ta có một số nhóm cổ phiếu khác À, điều tiết đi là cơm vì cơm thì cái bay thì ngày hôm nay vẫn phục hồi tương đối thôi nó không phải là mạnh so với mặt bằng chung của những ngân hàng à, nhưng mà trước mắt thì việc cơm nó cũng sẽ tiến về cái vùng kháng cự trên này là vùng giá tầm 100 trăm tới một à, trăm cá nhân em nghĩ nếu hiện tại có hàng thì follow tiếp về cái mốc đó à, mình follow tiếp Để cái mốc đó bởi vì khả năng cao nó sẽ quay về cái mốc đó để test lại cung cầu à, tiếp theo là chúng ta có gì tết cơm này tết cơm ngày hôm nay cũng giữ giá tốt cơ thì cái vùng giá tham gia hợp lý có thể cân nhắc được lên quanh vùng giá tầm 52 à tới 52.5 mình sẽ lấy vị thế trước ở vùng này. hoặc nếu chị đã có vị thế trước đó ở trong cái vùng nền giá đây rồi thì mình có thể chờ cái điểm gia tăng ở phía sau khi mà giá cổ phiếu vượt lại cái vùng kênh trên là lên quanh tầm vùng giá 53, à, vùng giá 53. Thì uh, trong nhóm ngân hàng thì như em thường nói trong livestream hay là trong video thôi thì uh, tết cơm là một trong những cổ phiếu ngân hàng mà em thích nhất bởi vì uh, về cả cơ bản về cả kỹ thuật cổ phiếu này đều đáp ứng được những cái nhu cầu uh, mà chúng ta có thể giải ngân. À tiếp theo là với ACB này. ACB thì ngày hôm nay test lại T3, à uh, test là cái dịp uh, cung của lượng T3 ngày hôm trước khá là tốt. Ngày hôm nay thì mặc dù đã có những cáp lực cầu đẩy giá vào nhưng mà không thể giúp được là ACB vượt qua được cái vùng kháng cự tầm 36. Thì theo cá nhân em nghĩ thì nếu mà hiện tại đây là vẫn là một trong những cổ phiếu giữ giá tốt và đây là cái vùng kháng cự trên thì với cáp lực cung này là không có gì là quá bất ngờ. À nhưng mà mình có thể chú ý thêm cho em cái dịp này nếu mà đã có hàng rồi thì chờ cái điểm vượt lại tầm 36.2 để có thể mua gia tăng. Còn mua mới thì cân nhắc cho em là quanh vùng giá tầm 53 35 35.5 à, trong những cái dịp mà thị trường nó rung lắc á. thì mình cam mình tham gia được với các cổ phiếu này. Mình chung thì đối với ACB thì với cái việc mà được cơ cấu vào quỹ cũng như là về cái nền tảng cơ bản của nó thì ở trong những ngân hàng đây vẫn là một cổ phiếu mà có thể lưu tâm được bởi vì cái xu hướng giá của nó nó không phải là quá xấu so với nhiều cổ phiếu khác đâu nếu mà so sánh nó với lại công thương đi công thương nào rồi gãy khá là sâu thì hiện tại cũng đang xây nền lại Nó quanh tầm 33 tới 34 này thì chúng ta cá nhân thì với những cổ phiếu mà gãy sau thế này thì cái quá trình đi lên nó sẽ tốn nhiều thời gian hơn à nhưng mà đối với những cổ phiếu mà chúng ta chú ý là gì à, cái nhiệt điều chỉnh nó không quá sâu hay là giá cổ phiếu đã quay được lại cái vùng nền ở phía trên rồi đó là một tín hiệu rất tốt nhưng mà có thể kỳ vọng được cái nhóm cổ phiếu này ở giai đoạn phía sau à, tiếp theo là chúng ta có gì à, chúng ta có MB bay à, MB ngày hôm nay cũng chính thức vượt lại cái vùng MA 50 của nó và đóng cửa được ở trên cái mức đó khá là tốt thì với cái việc mà đóng cửa được trên cái điểm MA 50 này đó là một trong những cái điểm lợi thế đối với MB bị chính thức cái vùng tầm 29.5 sẽ trở thành cái vùng hỗ trợ cứng của nó chính là cái vùng MA50. Nên nếu hiện tại anh chị đang có hàng với MB thì hoàn toàn có thể cân nhắc được là đặt cái mức chặn lãi quanh tầm 39.5. À, 29.5 à, để có thể bảo toàn cái vị thế trước đó bên cạnh đó thì để mở đi mua mới thì cân nhắc thêm cho em là trước mắt nó sẽ chạm về cái vùng kháng cự trên này à, lên quanh đâu đó là vùng giá tầm là 30 30.5 à, tới 31 thì thực tế là với cái việc mà MB đã duy trì được trên cái đề MA50 này rồi thì anh chị có thể canh tham gia trong cái phiên mà thị trường nó đúng lắc á, thì những cổ phiếu như là ngân hàng này chứng khoán này hay thép này à, nó sẽ có những cái yếu tố tác động tích cực à, tác động tới cái giá cổ phiếu đó thì mình kỳ vọng cái nhịp mà nó test lại cái đường MA50 này à, vùng giá tầm là 29.5, 29.6 để mình cơ cấu mình tham gia được à, tiếp theo là với ngân hàng à, chúng ta còn có gì STB thì nói rồi này liên việc SHB à, đây là một cổ phiếu ngày hôm nay khá là nổi trội khi mà vượt ra được cái vùng cung mà ngày hôm qua chúng thiết lập ra là vùng giá tầm 28 thì ngày hôm nay đóng cửa mức là 28.8 với khối lượng cao và thực tế thì cách test con SHB này thì cách đánh nó không thay đổi đi khi mà gì à, nó nhòi một cái lượng lớn lệnh vào một cái thời gian rất ngắn À, để đẩy giá cổ phiếu lên à, đó là một cách mà theo cá nhân nghĩ thì nó sẽ không có phù hợp à, với đa phần như chị nhà tư à, bởi chúng ta biết được về câu chuyện ở đây là gì à, họ có thể đạp sàn hay là kéo trần rất nhanh ở trong một thời gian ngắn như thế nó sẽ khiến cho cái lợi nhuận à, cũng như là cái rủi ro của chị nhà tư đẩy lên và mức tương đó là cao à nên khi mà mình tham gia cái cổ phiếu cái cổ phiếu này á và mình nắm bắt được đây là cổ phiếu nó may tính gọi là gì à bao cung quá nhiều á à thì thuộc dạng là gì à bị điều tiết bị điều tiết trực tiếp ở trong phiên á thì mình nên hạn chế mình tham gia À, với những cổ phiếu như là SHB nhưng mà em nghĩ như ngày hôm trước đó em nói cái vùng nền này khá là đáng tin cậy tức là cái vùng nền lên quanh tầm 26 tới 27 à, dự giá rất là tốt ở trên được em 10 và em 20 à, đó cũng là cái yếu tố mình có thể kỳ vọng được cho SHB khả năng cao sẽ test lại cái vùng à, kháng cự ngắn hạn phía trên này là vùng giá tầm 30 à, thì mình chú ý thêm cho em á nó có hai nắm giữ tiếp được cho em và nâng cái mức chặn lại lên 28 luôn là cái đường em 50 của nó à, à, tiếp theo là với ngân hàng thì chúng ta còn có ai à, chúng ta còn có một số cổ phiếu khác như là BID à, BID thì ngày hôm nay chạm lại kháng cự trên này chưa vượt qua trên được và vùng giá tầm là 43.3 theo cá nhân em thì đây là một cổ phiếu yếu à, nên mình sẽ hạn chế bên cơ cấu nhưng mà sắp tới thì có thể là câu chuyện liên quan tới việc tăng vốn có thể giúp BID tăng tăng điểm trong một thời gian à, trong một thời gian à, MSB này ngày hôm nay cũng dự giá rất tốt này có thể chú tâm với cổ phiếu này cổ phiếu này thì giai đoạn vừa rồi nó cái nhịp test lại cái đường MA10, MA20, MA50 hội tụ lại của nó khá là đẹp thì mình có thể kỳ vọng giai đoạn sau à, với cổ phiếu này ha cổ phiếu này cũng không phải là cổ phiếu gãy quá sâu nó cũng không gãy quá sâu ở trong nhịp vừa rồi rồi đó là với à, nhóm ngân hàng hay TB này à, TB thì ngày hôm nay nó phủ nhận là cây nến ngày hôm qua mặc dù cây nến ngày hôm qua cho thấy Cáp được cung bán ra rất lớn à, đóng cửa là không thể duy trì được cái mức ở một phần hai thân đến nhưng mà ngày hôm nay thì ngay là tức đầu phiên đã mở gáp tăng à, đã mở gấp tăng lên và đóng cửa lại trên được cái đường mai năm 50 ngày là quanh tầm 35.6 cho cá nhân nghệ hiện tại đối với VB thì ngày hôm nay mặc dù là phiên tăng điểm nhưng mà khối lượng lại không quá đồng thuận và đây là cái vùng kháng cự trên của nó nó lanh quanh đâu đó tầm vùng giá là 35 tới 36 thì mình có thể chú ý cái nhịp này à, mình theo dõi giai đoạn sau đó xem TB nó vận động thế nào nhưng mà hiện tại nếu mà so với nhóm ngân hàng thì đây là một trong những cổ phiếu đang bật lại khá là nhanh so với mặt bằng chung ha rồi đó là về thị trường một số những nhóm cổ phiếu để chị có thể sàng lọc qua để biết được là cái cổ phiếu bên đây nắm giữ như thế nào tiếp theo thì một nhóm ngành không thể thiếu được ở trong phiên ngày hôm nay là thép này thép ngày hôm nay thì được chú ý khá là nhiều đặc biệt là Nam Kim ngay từ đầu phiên thì Nam Kim đã mở đã mở một cái nhịp tăng điểm mạnh lên và đóng cửa mức cao nhất ngày chính thức đã vượt qua được cái vùng đỉnh thời đại trước đó của nó đây À, cái vùng đỉnh thời đại cũ của Nam Kim là vùng cái vùng đỉnh cũ á, Nam Kim là quan tâm là 30 à, vùng 37.2 và hiện tại thì Nam Kim đã duy trì được lại ở trên à, cái vùng đỉnh thời đại rồi. Đó là một tín hiệu rất tốt bởi vì về cơ bản nó cho thấy là cổ phiếu này không còn kháng cự phía trên nữa. Và Nam Kim có thể nói là một trong những cổ phiếu em đánh giá rất cao và cũng như những chị khách hàng của em là tham gia từ những cái vùng nền ở phía dưới này. À, và chúng ta kỳ vọng tốt vào nhóm thép này em đã giải thích cho anh chị về ba nguyên nhân chính rồi. À, nguyên nhân đầu tiên là về việc là Trung Quốc nó tăng thuế à, thuế xuất khẩu này sẽ khiến cho Việt Nam có lợi thế thương mại ở Châu Âu và Bắc Mỹ này, hay là về câu chuyện là giải ngân vốn đầu tư công, hay là những câu chuyện về hàng tồn kho và cái lượng đơn hàng à, mà các doanh nghiệp này đa phần đã có cuối năm nay rồi, thì hầu như những yếu tố đó đều ủng hộ cái câu chuyện là doanh nghiệp, à, cái doanh nghiệp về thép, á, doanh nghiệp thép ở trong quý ba, quý 4 thì cái lợi nhuận của nó nó có sẽ bị ảnh hưởng, à, sẽ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh thôi, nhưng mà lại không bị quá nhiều, à, bởi vì nó sẽ có được cái phần gì xuất khẩu quốc tế, à, xuất khẩu ra nước ngoài à, để cân bằng lại cái lượng nội, cái lượng cầu ở trong nội địa à, nó giảm đi. À, thì đó là cái trong video livestream ngày hôm qua mình giải thích rất kỹ về nhóm này à, đó là lý do vì sao mình kỳ vọng vào nhóm này à, tiếp theo là với hoa sen này hoa sen ngày hôm nay cũng tăng điểm mà đã vượt lên trên là kháng cự rồi à, kháng cự ngày hôm trước lên quanh vùng giá tầm 38 thì ngày hôm nay đã bắt đầu tại tiệm cận lại đường cái đường MA50 là tầm 38.6, 38.7. Theo cá nhân em thì uh, trước mắt là kháng cự trên này của Hoa Sen là 39.40. Thì hiện tại nha, nếu chị là mà chưa có hàng nhóm thép á, thì mình có thể tập trung mình tham gia hoặc là gì? À, Nam Kim hiện tại sắp test lại đỉnh cũ phía trên. Nếu mà vượt lại cản trên đó, thì nó sẽ nhảy hơn rất là nhiều. À, còn nếu mà mình hiện tại muốn tham gia những cổ phiếu mà nó chậm hơn thì có thể ưu tiên được là Hòa Phát này. Nhưng mà Hòa Phát thì cái lượng cung nhỏ lẻ nó hơi nhiều. Cái lượng cung nhỏ lẻ đeo bấm hơi nhiều. Nhưng mà Hòa Phát nếu nắm giữ lâu dài thì em nghĩ cái mức tái gập của nó cũng sẽ đạt được cái mức upside tương đối tốt. Làm mà cái mức upside tương đối tốt. So với mặt bằng chung của nhóm Còn về nhóm thép Bendy thì những cổ phiếu như là Pomina này À, SMC thì vốn hóa nhỏ hơn, ngày hôm nay cũng xây nờ lại. SMC xây lại với volume thấp, thì nghĩ nó không quá xấu đâu. À, có thể chú ý được giai đoạn sau vùng giá tầm là 46 mươi tới 47 mươi Rồi, đó là với thép này, à, thì chỉ có thể lưu tâm một số những cái vấn đề như thế. À, tiếp theo là với à, chúng ta có chứng khoán, à, chứng khoán thì ngày hôm nay có tổ, nổi trội là VND này, nó đã vượt đỉnh cũ rồi. Vindy thì nó lấy lại hoàn toàn cái đà giảm điểm trước đó do thị trường điều chỉnh nha. Đã lấy lại rồi. Cái vùng giá cao nhất mà ngày hôm trước Vindy chạm được là 50. Và thực tế sau khi thị trường điều chỉnh và Vindy phục hồi thì hiện tại đã là mốc 51.2. Tức là Vindy đã gì? Đã phủ nhận hoàn toàn cái đà giảm trước đó. Ở à, đó là một điểm rất tốt cho thấy được cái lượng cầu cổ phiếu rất mạnh. Và có thể liên quan tới câu chuyện ở đây là câu chuyện Vindy sắp tăng vốn. Thì anh chị hình dung cho em là khi một doanh nghiệp đặc biệt là chứng khoán họ tăng vốn lên thì cái dư địa của họ khi mà cho vay À, cái quy mô mà chuyên của họ sẽ tăng lên thì nó sẽ tác động trực tiếp về cái tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp ở giai đoạn sau đó nên đây là một trong những yếu tố giúp cho gì à, Vindi đã tăng điểm tốt trong thời gian vừa qua à, mình theo dõi thêm cho em cái dịp này thì à, nó đã vượt được vùng 50 rồi thì khả năng cao giai đoạn sau này à, nó sẽ có nhiều cái vùng giá cao hơn nữa đặc biệt là trong bối cảnh thì không còn kháng cự ở phía trên hay không còn kháng cự phía trên nữa à, mình chú ý cho em vùng kháng cự hiện tại ha khi mà vượt lại tầm 51.1 51.2 thì khả năng cao nó sẽ tiến về cái mốc ở phía trên này là vùng giá tầm 55 à, 55 chấm thì à, nếu chờ này hiện tại đã có vị thế rồi Chỉ canh mua gia tăng thôi canh mua gia tăng để mua mới viên đi đoạn này thì có thể là chờ những nhịp chứng giá lại à, để mình cân nhắc thôi ngày hôm nay thì nhìn chung là cũng tăng nhưng mà tăng nó không quá quyết liệt và khối lượng không phải là quá cao à, thì mình có thể chờ những nhịp chứng giá lại phía sau à, để mình cơ cấu mình tham gia à, SI này SI thì hiện tại đã sắp tiệm cận lại kháng cự tầm 58 58.5 à, có thể follow được cho cái bốc này à chúng mình sẽ có áp lực cung thôi nhưng mà nếu mà vượt được cái mốc kháng cự đó thì có thể gia tăng à, gia tăng thêm. HCM ngày hôm nay cũng đang test lại kháng cự trên đó, lên vùng giá 50. Thì đối với HCM thì em nghĩ đây là một trong những cổ phiếu mà nếu à, mà xét về yếu tố về cung cầu đó, thì nó sẽ yếu hơn một tí so với lại dạng như là VND hay là SI. Nhưng mà hiện tại ở đây dự giá vẫn tương đối tốt thì em nghĩ là có thể cân nhắc được thêm ở giai đoạn sau này. Khi mà các cổ phiếu này nó bắt đầu test à, có nhiều test trở lại à, thì mình cân nhắc mình sẽ à, mình sẽ tham gia sau. Rồi, đó là với HCM này chúng ta nhóm chứng khoán mình đã nói rồi mình đã nói từ những cái video livestream đầu tiên rồi trong những giai đoạn thị trường tạo đáy rồi thì đó là những nhóm mình có thể kỳ vọng được ở trong tương lai bởi vì câu chuyện là cái dư lượng là cái dư địa cho vay là vẫn còn hay là một số những câu chuyện khác ở đứng phía sau cái doanh nghiệp thì theo cái em nghĩ thì đó là cái điểm mà mình có thể kỳ vọng được ở trong quý 3 và quý 4 cái doanh nghiệp này vẫn sẽ duy trì kết quả kinh doanh tốt duy trì kết quả kinh doanh tốt rồi đó là với chứng khoán như là chúng ta có gì một số cổ phiếu khác chứng khoán là FHS này À, cũng là một cổ phiếu có thể lưu tâm ss thì nghĩa là vùng giá lên quan tâm là 42 43 à, có thể lưu tâm với cổ phiếu này bởi vì cổ phiếu này hiện tại đang giữ giá rất là tốt và cho thấy nó khỏe so với mặt bằng chung của thị trường nên là nhiều cổ phiếu khác như là sbs này à, cũng được nhiều anh chị quan tâm mẹ bé thì nó yếu hơn một tí thôi yếu hơn một tí ở trong phiên ngày hôm nay và khi mà cái lượng cung ngày hôm trước giá tăng rất là tốt À, khối lượng cũng tăng nhưng mà giá không đóng cửa cao nhất ngày quanh vùng giá là tầm 13.5 thì mình có thể chờ ở đây nó sẽ có lượng cung nhưng mà khi nào vượt lại tầm 13.5 thì sẽ tốt à, vượt lại tầm 13.5 thì sẽ khá ổn rồi đó là một nhóm ngành về chứng khoán Tiếp theo mình đi sơ qua, à, chúng ta nói qua về các nhóm ngành khác ở trong nhóm à, bất động sản đi. Bất động sản cho có ckg test lại T3 này. Ngày hôm nay có bắt lại trong phiên nhưng mà cuối phiên cũng lắp gáp Khả năng cao phiên ngày mai sẽ tiếp diễn được cái đà tăng. À, nhưng mà ngày mai đầu phiên mà giữ giá tốt ở trên tầm một giá là 18.5 tới 18.6 thì có thể cân nhắc được à, với cổ phiếu này. À, chúng ta có gì DIG ngày hôm nay tiếp tục tăng điểm này. À, vùng kháng cự trên lên quanh vùng giá tầm là 28, à, 27.8 mươi 28. Theo cá nhân em thì ngày hôm nay cái lượng cung đi lên, à, cái lượng cung bán ra đây cũng không phải là quá nhiều đâu khối lượng là cao nhưng mà nó không phải là cao đột biến. À, thì mình có thể chú ý cái nhịp test là ở đây. Còn trong ngắn hạn nếu mà hiện tại chị đã có vị thế và có lại tốt rồi thì có thể cân nhắc à mình hạ một phần 2 ở những vùng này. À sau đó mình chờ khi nào mà nó test lại tốt cái vùng kháng cự này sẽ mua gia tăng thêm, à, sẽ mua gia tăng thêm. Và bằng cách nào là vượt lên trên kênh à, vượt lên cái kênh trên ở phía trên này thôi. Rồi. À tiếp theo là chúng ta có gì? Chúng ta có NTL. NTL thì ngày hôm nay chính thức đánh lại cái vùng kháng cự trên là quanh 61.8 Fibonacci mở rộng mà ngày hôm trước em đặt ra cho anh chị là vùng giả 32 á. Thì ngày hôm nay cũng đã chạm về 32 rồi. Đó là một cái vùng target tương đối tốt của nó. Và các bạn nói với NTL thì hiện tại chưa thấy những quá trình phân phối cổ phiếu này diễn ra Bởi vì cái khối lượng nó không phải là duy trì ở mức quá cao à, thì mình có thể chú ý cho em cái nhịp ở phía trên này nó xem nó test là kháng cự quanh 32 này như thế nào à, đó là một số cổ phiếu khác như Nam Long à, rất là nhiều cổ phiếu đang test lại nền tốt à, Nam Long cũng đang giữ nền lại này à, có thể kỳ vọng được HDG ngày hôm nay cũng test tại phía ngày mai là phía T3 à, chú ý cho em những cái phiên mà T3 của những nhịp break á. nếu mà phiên T3 nhịp break mà nó không thủng được thường là nếu mà không thủng qua 1 phần 2 thân nến thôi à, không thủng một phần hai thân lớn thì mình có thể kỳ vọng được ở cái nhịp tăng điểm phía sau à, của thị trường rồi đó là với hà đô này hay là chúng ta có kdh đấy dự giữ nền tốt kdh cũng là một cổ phiếu mà em kỳ vọng là trong năm tới luôn à, trong năm 2022 thì nhóm này à, có thể vẫn được kỳ vọng và nhóm à, và kdh là một trong những cổ phiếu mà có cái mức upside tốt à, so với mặt bằng chung à, chúng ta có ai nữa chúng ta có Novaland hay BDR đó đều là những cổ phiếu mà mang tính tự doanh cao không bị ảnh hưởng bởi thị trường ha rồi đó là về một số những cái điểm nhấn ở những bất động sản như CKG À, dig hay đô vân vâng thì mình có thể chú tâm nếu mà mở mua lại mở mua mới với các cổ phiếu đó giai đoạn sau này thì chú tâm cho em cái nhịp test lại ở phía sau à, nhịp test lại à, hay là những cái quá trình mà nó vận động lại mà nếu có những cái nền ngắn á thì mình tham gia được với các cổ phiếu này thôi à, để bên chú ý xem là nhóm này nó thực sự mang yếu tố giật giắc thị trường được hay không à, rồi đó là với uh, bất động sản à. bên cạnh đó thì có thêm có chúng ta có gì à, chúng ta có dầu khí này dầu khí thì uh, bvd này, bvs này hay là bsr ngày hôm nay thì uh, vẫn là duy trì được sắc xanh mặc dù là giá dầu giảm đó là một tín hiệu tốt về cơ bản thì ngày hôm nay thì đa phần anh chị nhau tư cá nhân thì lại không dám mua quá nhiều đó là một cái trạng thái bởi vì anh chị nhau tư cá nhân đang lo ngại về vấn đề là giá dầu nó giảm thì anh chị phải đặt em một câu hỏi là nếu mà giá dầu giảm như vậy thì doanh nghiệp nào được hưởng lợi doanh, doanh nghiệp nào bất lợi đó là câu chuyện mà chúng ta phải cần giải đáp bởi vì thực tế không phải khi giá dầu tăng thì tất cả cổ phiếu đều bị giảm đó là điều mà anh chị cần nhớ nên rõ ràng ở đây chúng ta phải xem xem là doanh nghiệp của mình là doanh nghiệp ở thượng nguồn ở trung nguồn hay là hạ nguồn thép thì nó có những cái mạng như thế về À, dầu khí thì có những cái mạng như thế thì khi mà anh chị biết được là à, doanh nghiệp mình nè, ví dụ như là trung nguồn hạ nguồn vậy đầu vừa rồi như là bsr à, điều duy trì à, bvt thì vẫn có khối lượng vẫn có cái gì cái doanh thu cái lợi nhuận nó có tăng trưởng nhưng mà những doanh nghiệp như là gì à, thượng nguồn như là bvd bvs thì rất là khó và thậm chí là cái doanh thu nó không tăng à, doanh thu nó không tăng à, nên chị hãy nhớ cho em câu chuyện là không phải lúc nào à, chúng ta cũng nhìn nhận chúng ta cũng mặc định là giá dầu tăng là, là nhóm dầu khí, dầu, dầu, dầu khí tốt và ngược lại à, nó không phải là như vậy rồi đó là với dầu khí này có thể chú tâm cho em ha nhóm này thì em vẫn tập trung hai cổ phiếu chính đó BSR và BVS còn có BVT nữa à, BVT thì đang xây nền lại test T3 tốt này BVT nếu mà ngày mai giữ giá tốt trên tầm 19 19.3 thì có thể follow tiếp với cổ phiếu này chờ cái điểm vượt thoát lại vùng khác cự trên là tầm 19.4 để mình mua gia tăng thêm à, để mua gia tăng thêm rồi à, đó là về một số nhóm ngành à, về dầu khí này à, về gì à, chúng ta đi qua một số những cái nhóm khác nữa với công nghệ đi ngày nay, FPT của phi đã có chạy lên à, chạy lên một tí thôi thì với FPT thì ngày hôm nay không phải là một phiên bùng nổ đâu mà nó là một cái phiên cho thấy được cái vùng kháng cự 95 không phải là cái điểm khó à, đối với cổ phiếu này tức là cái lượng cung ở phía trên thực tế là không quá nhiều à, thì mình có thể kỳ vọng được cái nhịp ở phía sau là để mình theo dõi với cổ phiếu này nếu mà đã có là những cái nhịp mà nó test lại đâu đó lên quanh cái vùng biên dưới này tầm 93 93 x ít thì mình có thể kỳ vọng mình tham gia ở nhịp sau theo cá nhân em nghĩ thì đây vẫn là một trong những cổ phiếu mà cái quý 3 của nó như mình đã từng giải thích rồi những công nghệ thì lại không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cứu tố dịch bệnh à, rồi à, hay là CMG này. đồng rồi, rồi ngày hôm nay cũng đang test lại T3 tốt như em nói với anh chị nếu T3 giữ trên tầm 44 á, thì có thể kỳ vọng được cái nhịp ở phía sau à, còn một nhịp nữa ở phía trước, ở phía sau này để mình tham gia rồi đó là về công nghệ này à, chúng ta đi qua một số ngành tiêu biểu rồi à, thì chị có thể chú ý cho em một số những cái điểm nhấn à, để từ đó anh chị rút ra cho mình à, những kinh học à, những cái kinh nghiệm những cái bài học ở trong thị trường ở giai đoạn sau à, để có thể giúp anh chị mình đầu tư tốt hơn ha à, đó là về thị trường à, về một số những cái mã cổ phiếu À, bên cạnh đó thì anh chị luôn tập trung cho em cái vấn đề là các cổ phiếu ở các nhóm ngành mid cap thì nó sẽ có sự luân phiên à, nó sẽ có sự luân phiên à, nên anh chị hãy nhớ cho em mình theo dõi à, theo dõi luôn các cái mã cổ phiếu đó để mình có thể lựa chọn cái vị thế để mở rộng danh mục hay là gia tăng thị trọng với các cổ phiếu mình đang có à, đó là một lợi thế mà mình có thể kỳ vọng được ở giai đoạn sau này rồi đó là với thị trường một số những cái điểm nhấn chính à, bên cạnh đó thì ngày hôm nay có nhóm khu công nghiệp này có gvr ngày hôm nay cũng tăng tốt cái bây giờ ngày hôm nay tăng đi kèm với thanh khoản tăng 9 triệu cổ khoảng gấp đôi trung bình 20 phiên đây là một cổ phiếu mà em cũng đã có khuyến nghị Chúng ta các em nghĩ thì GVR là một cổ phiếu mà có thể kỳ vọng được, có thể kỳ vọng được ở nhịp sau này với cái câu chuyện là dẫn dắt là cái nhóm bất động sản hay là nhóm cao su đều tốt thì ngày hôm nay có DRC là tăng tốt này, DRC là tăng rất là tốt những cái nhóm mà vốn hóa vừa nhỏ là tăng tốt hơn, mà DRC là cổ phiếu có, có nền nền tảng cơ bản tốt mà chúng ta đã từng bày luận trước đó này, DRI này đều khá là giống nhau bên cạnh đó thì chú thêm cho em là Winner S này, Winner S thì phiên ngày hôm nay là phiên test tại T3 nhưng mà khối lượng lại không quá lớn thì mình chú ý cho em vì thường cổ phiếu này là cứ nhiều T3 thì bị đạp À, ở giai đoạn sau này à, thì mình theo dõi thêm cho em ha với cổ phiếu này rồi đó là với uh, một số những yếu tố mình còn lưu tâm hay là CTR thì đang xây nờ lại ngắn ở đây giá tầm 82 chấm tới 83 theo cá nhân em nghĩ với cái cổ phiếu này thì khả năng cao cái đà tăng vẫn sẽ duy trì thôi à, chỉ là câu chuyện ở đây là khi nào chúng ta mở được cái điểm mua à, với cái lợi thế mà khi đó cái xác suất mà chúng ta thắng nó cao hơn à, sẽ cao hơn nhiều rồi đó là với thị trường ha một số những cổ phiếu một số điểm nhấn mà em đi qua à, để chị có thêm góc nhìn à, nhìn chung thì nó sẽ có khá là nhiều nhóm ngành gần đây như thủy hải sản à, dệt may thép vân vân À, thì chỉ có thể là đánh giá kỹ cho em về câu chuyện là nhóm nào dẫn dắt cổ phiếu nào dẫn dắt các nhóm đó để từ đó mình rút ra được à, những cái mà chúng ta thì, à, cần để ý ở những nhịp sau này để có thể quản trị được nó à, một cách tốt nhất ha rồi đó là với thị trường à, một số những cái điểm chia sẻ của em thì à, rất là cảm ơn chị theo dõi video này à, thì nếu chị xem video livestream à, video này thì thấy hữu ích có thể là bấm like video à, subscribe kênh đăng ký kênh nếu chị chưa đăng ký nha ở à, phía dưới phần mô tả video có để thông tin liên hệ là zalo số điện thoại À, nếu chị nào muốn đồng hành cùng em ở trong một khách hàng à, thì có thể kết bạn zalo với em à, sau đó em sẽ hỗ trợ mọi người ở trong quá trình đầu tư ha. À, rất là cảm ơn chị đã theo dõi video này. À, xin chào, hẹn gặp lại anh chị ở những video kế tiếp và chúc anh chị một tối tốt lành.